Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh chia sẻ công nghệ của mình. Trong video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cách có thể là reset phần mềm, đặt lại phần mềm hay là khôi phục cài đặt gốc cho chiếc điện thoại Samsung Galaxy A51 nhé. Ví dụ như trong cái trường hợp mà các bạn mua lại điện thoại cũ này, hoặc là các bạn được cho biếu tặng, hoặc là các bạn cũng có thể áp dụng trong cái trường hợp là điện thoại của bạn sau một thời gian các bạn sử dụng thì điện thoại của chúng ta bị chạy chậm, đơ lag, thì các bạn cũng có thể áp dụng được cái cách này nhé. Ok, bây giờ thì mình sẽ mở máy của mình ra này. Rồi mình sẽ cho các bạn coi cái thông tin con điện thoại này của mình nhé. Mình sẽ vào phần cài đặt này, mình sẽ vuốt hết xuống phía dưới đây, mình chọn vào thông tin điện thoại này. Đó, đây là con Galaxy A51 này. Các bạn để ý ở đây cái model của nó là SMA515S nhé. Và bây giờ mình sẽ cho các bạn coi thông tin phần mềm của nó này. Hiện tại thì nó đang chạy cái phiên bản Android 12, cái phiên bản mới nhất hiện nay nhé. Các bạn chú ý cho mình nhé, trước khi thực hiện cái việc reset phần mềm khôi phục cài đặt gốc cho chiếc điện thoại của các bạn, nếu mà các bạn có những cái dữ liệu quan trọng, ví dụ như là tài khoản Google hay là tài khoản Facebook, thì các bạn lên đặt lại mật khẩu cho mình nhé. Còn ảnh và danh bạ các bạn copy ra máy tính, hoặc là các bạn cũng có thể đồng bộ lên những cái dịch vụ của Google chẳng hạn. Đó, ở đây thì cái con điện thoại này mình muốn xóa sạch dữ liệu đi nhá, vì là mình vừa mua lại điện thoại cũ của khách, chính vì vậy mà mình sẽ không cần những cái dữ liệu ở trên con điện thoại này nhá. Rồi mình sẽ quay trở lại cái đây cái màn hình cài đặt này nhá. Cái việc đầu tiên mà mình lên làm đó là mình sẽ thoát cái tài khoản Google ở trên máy này đi nhá. Đó, mình sẽ vào tài khoản và sao lưu này, mình sẽ chọn vào quản lý tài khoản này. Đó, rồi mình sẽ chọn vào cái tài khoản Google này nhé. Mình sẽ chọn là xóa tài khoản đi này. Nếu mà các bạn không xóa tài khoản Google này đi thì tẹo nữa. Sau khi mà chúng ta reset phần mềm thì bắt buộc chúng ta cần phải nhập đúng cái tài khoản Google này vào thì chúng ta mới vào sử dụng được máy nhé. Lúc đó thì nếu mà các bạn bị quên cái tài khoản Google thì bắt buộc chúng ta cần phải mất cái thời gian để xóa cái xác minh tài khoản Google nhé. Rồi mình sẽ bấm vào xóa tài khoản đi này. Mình bấm OK này. Rồi mình sẽ vẽ cái mật khẩu mở khóa màn hình vào để xác nhận nhé. Mình sẽ bấm tiếp tục này. Đó, như vậy là cái tài khoản Google của mình đã được thoát ra rồi nhá. Rồi mình sẽ quay trở lại này. Các bạn chú ý nhá, các bạn có thể là bấm luôn vào cái mục là đặt lại đây này. Đó, nó cũng vào chỗ là khôi phục cài đặt gốc này. Hoặc là các bạn cũng có thể là vào đây nhá, ở cái màn hình cài đặt này, các bạn vào cho mình cái mục đó là quản lý chung này. Rồi các bạn chọn cho mình là đặt lại này. Đó, như vậy là mình cũng vào được cái phần là đặt lại như này. Rồi đến đây thì mình sẽ chọn là khôi phục cài đặt gốc nhé. Khi mà các bạn thực hiện khôi phục cài đặt gốc của điện thoại đấy, thì quá trình này nó sẽ xóa tất cả dữ liệu ở trên máy đi, bao gồm tất cả những cái dữ liệu như ảnh, danh bạ hay là tất cả những cái ứng dụng mà các bạn đã tải về nhé, thì nó sẽ xóa sạch đi. Rồi mình sẽ bấm vào đây đi. Rồi đây thì mình sẽ bấm vào là đặt lại. Rồi mình sẽ vẽ cái mẫu hình để xác nhận nhé, cái mật khẩu mà khóa màn hình đấy. Rồi mình sẽ bấm vào là xóa hết này. Đó, các bạn chờ một chút nhé. Bây giờ điện thoại của mình nó sẽ khởi động lại này. Đó, các bạn để ý này, nó vào cái màn hình đang xóa này. Bây giờ điện thoại của mình nó sẽ khởi động lại nhé. Và cái đoạn này thì mình cũng sẽ tua nhanh để đỡ mất thời gian chờ đợi của các bạn. Ok, điện thoại của mình đã khởi động lên rồi nhé. Bây giờ thì mình sẽ chọn ngôn ngữ cho nó này. Mình sẽ bấm vào English này. Mình sẽ chọn ngôn ngữ là tiếng Việt nhé. Đây, mình chọn tiếng Việt này. Mình sẽ chọn OK này. Rồi mình sẽ bấm vào bắt đầu này. Mình sẽ bấm vào đồng ý với tất cả này. Mình sẽ chọn vào là đồng ý này. Quyền cho ứng dụng và dịch vụ của Samsung mình sẽ bấm vào đồng ý này. Rồi bây giờ thì mình sẽ kết nối vào cái mạng Wi-Fi của nhà mình nhé. Rồi mình sẽ bấm là kết nối này. Rồi ở đây thì mình sẽ bấm là tiếp này. Các bạn chờ một chút, nó đang kiểm tra cập nhật nhé. Ok, đến cái màn hình sao chép ứng dụng và dữ liệu này thì mình sẽ bấm vào là không sao chép nhé. Rồi, các bạn để ý nè, bây giờ nó đã dừng ở cái màn hình là đăng nhập tài khoản Google. Ở đây, nếu mà trước đó các bạn không thoát cái tài khoản Google kia ra thì nó sẽ dừng ở cái màn hình đó là xác minh tài khoản của bạn. Lúc đó thì bắt buộc chúng ta phải nhập đúng cái tài khoản Google đó vào, chúng ta mới có thể là vào sử dụng được điện thoại nhé. Trong trường hợp này thì mình đã thoát cái tài khoản Google đó ra rồi, nên bây giờ nó dừng ở cái màn hình đăng nhập tài khoản Google này nhé. Các bạn có thể là bỏ qua cái màn hình này để vào nhanh cái màn hình chính nhé. Tẹo nữa thì các bạn có thể bấm vào Set Play thì chúng ta cũng vào được cái màn hình đăng nhập tài khoản Google này. Hoặc là các bạn cũng có thể là đăng
nhập luôn cái tài khoản Google có sẵn của bạn vào nhé. Các bạn nào mà chưa có tài khoản Google này thì các bạn cũng có thể là tạo một cái tài khoản mới đó cho bản thân tôi, rồi các bạn điền những cái thông tin mà Google yêu cầu để tạo một tài khoản Google mới nhé, để chúng ta có thể là tải được những ứng dụng mà chúng ta hay dùng về. Mình sẽ quay trở lại này. Rồi ở đây thì mình sẽ bấm bỏ qua để mình vào nhanh cái màn hình chính nhé. Các dịch vụ của Google này mình sẽ vuốt hết xuống dưới và chọn chấp nhận này. Bảo vệ điện thoại này thì mình sẽ đặt cái mật khẩu màn hình sau nhé. Mình sẽ bấm bỏ qua này. À, vẫn bỏ qua này. Xem lại ứng dụng bổ sung mình sẽ bấm OK này. Nhận đề xuất ứng dụng này thì mình sẽ bấm là tiếp theo này. Samsung account, đăng nhập tài khoản Samsung này thì mình sẽ bỏ qua nhé. Mình sẽ không đăng nhập tài khoản Samsung. Mình sẽ bấm bỏ qua này. Rồi như vậy là mình đã thiết lập xong rồi nhé. Mình sẽ bấm vào là hoàn tất này. Đó, như vậy là mình đã vào được cái màn hình chính của con Samsung Galaxy A51 này để có thể sử dụng được bình thường rồi nhé. Công việc của các bạn bây giờ chỉ là vào cửa hàng Play này. Các bạn chọn là đăng nhập này. Sau đó là các bạn có thể là đăng nhập cái tài khoản Google có sẵn của bạn vào đây. Các bạn nào mà chưa có tài khoản Google thì các bạn cũng có thể là bấm vào tạo tài khoản. Rồi các bạn điền những cái thông tin mà Google yêu cầu nhé. Đây, cho bản thân tôi này. Đó, các bạn điền những thông tin mà Google yêu cầu để tạo một tài khoản mới, để chúng ta có thể là tải được những ứng dụng mà các bạn hay dùng về nhé. Còn các bạn nào mà đã copy dữ liệu ra máy tính, từ máy tính thì bạn cũng có thể là copy trở lại chiếc điện thoại của bạn nhé. Ok, như vậy là video này mình đã chia sẻ với các bạn cách có thể là reset phần mềm, đặt lại phần mềm hay là khôi phục cài đặt gốc con Samsung Galaxy A51 thành công rồi nhé. Mình sẽ dừng video này tại đây. Nếu các bạn thấy video này của mình hay và hữu ích thì hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi những cái chia sẻ tiếp theo của mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình nhé.